Nhà đất đi Hùng trên kênh YouTube bán nhà Gò Vấp Tân Bình, quận 12, cũng trên hệ thống Zalo, Facebook, Fanpage và website nhà đất đi Hùng.com. Xin kính chào quý vị khách hàng. Video ngày hôm nay em đi Hùng sẽ gửi đến cô chú anh chị chúng ta căn nhà ngang 4m2, sâu 20m, thiết kế một trệt một lửng 4 lầu, có thang máy, một căn nhà phố rất là đẹp, có không gian bếp cực kỳ chill, tọa lạc trên trục đường Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh. Một căn nhà nằm trong khu phân lô nhà lầu đồng bộ tới 50 căn và khu này đường trước nhà tới 8m nha quý vị. Quý vị đang đến với một không gian bếp rất là đẹp, phía sau khu vực lửng ngược này. Nhà này thì phòng khách nằm trên lầu nhé. Chỉ tầng trệt là không gian đổ xe hơi và phòng bếp phía sau với đầy đủ trang thiết bị nội thất tặng kèm. Và đây là một căn nhà rất xịn quý vị, rất đẹp, rất xịn. Và nội thất bên trong thì vô cùng cao cấp và sẽ được tặng kèm cho quý vị khi mua. Nhà có thang máy nhé. Thang máy này 450kg nha quý vị. Và chúng ta sẽ cùng ra bên ngoài để tham quan mặt tiền, mặt chính cũng như là toàn bộ kiến trúc bên trong của căn nhà này nha quý vị. Và đây quý vị sẽ cùng em đến với mặt tiền mặt chính của siêu phẩm nhà phố ngang 4m2, độ sâu 20m, có thang máy trong buổi chiều ngày hôm nay. Căn nhà này thiết kế một trệt một lửng và 4 tầng lầu. Nhà thiết kế có gara xe hơi, phòng khách, phòng bếp, phòng giặt, phòng thờ, 5 phòng ngủ, phòng sông hơi, thư giãn và sân thượng trước sau, kết hợp với không gian thang máy 450kg. Căn nhà có hướng chính là hướng nam, phù hợp cho quý vị chúng ta thuộc mệnh phong thủy là đông tứ trạch. Và chúng ta đang ngắm nhìn mặt tiền mặt chính căn nhà và quý vị sẽ cùng em tham quan con đường trước nhà nhé. Con đường trước nhà là một con đường cụt 8m, đường bê tông chuẩn bị đổ nhựa rồi nha quý vị. Đường này thì cách mặt tiền đường Lê Đức Thọ khoảng tầm 100m thôi. Khu này là khu phân lô điện âm và làm khu phân lô bàn cờ nha quý vị. Và chúng ta sẽ cùng em Huy Hùng vào bên trong để tham quan trực tiếp căn nhà này. Căn nhà ngang 4m2, sâu 20m, xây mới 100%, thiết kế đẹp, tặng kèm full nội thất bên trong, có 5 phòng ngủ. Nhà chúng ta có hai lớp cửa cổng này, mỗi gara xe hơi dài tầm 9m nha. Chỗ này thì được ốp gạch sàn 60m2, 20 tường ốp gạch lên cao phun trần. Bên trên có trần thạch cao phẳng, đèn chiếu sáng rất là lung linh. Và căn nhà này đang chào bán có giá hơn 11 tỷ một tí thôi. Quý vị đang có tầm tiền tầm trên 10 tỷ, hãy đến tham quan căn nhà này ngay nha quý vị. Một căn nhà rất là đẹp, ngang 4m2, độ dài 20m, có sân sau vô cùng thoáng và có cầu thang máy. Di chuyển trong đây thì quý vị sẽ thấy tủ giày dép dưới cầu thang này. Cầu thang có đèn led chiếu sáng nằm bên ngoài, cầu thang bộ nằm bên ngoài, cầu thang máy nằm bên trong. Vô đây là sảnh cầu thang máy nhá. Thang máy 450kg. Kế bên cầu thang máy thì quý vị sẽ có không gian phòng vệ sinh với tầng trệt và không gian phía sau lưng ngược sẽ là không gian phòng bếp, có bàn đảo thức ăn này. Những bức tường được ốp gạch lên cao phun trần nha quý vị. Bên trên có đèn chiếu sáng, đèn led kết hợp với tủ bếp trên dưới được làm bằng chất liệu gỗ ăn cường và có tủ lạnh hai cửa sát kết hợp với tủ bếp trên dưới, bếp âm, máy hút mùi, khu vực để lò nướng, máy rửa chén bát và có bàn ăn 6 ghế. Sau nhà thì quý vị sẽ có sân sau, nhà này trang bị hệ thống camera quan sát sẵn cho quý vị này. Sân sau thì có sân 2m này, có lavabo rửa mặt ở cuối đây và được trồng cây xanh cũng như được ốp gạch lên cao trang trí phun tường rất là tuyệt vời. Giá bán chỉ hơn 11 tỷ một tí thôi. 11 tỷ 2 nha quý vị. Và giá bán này thì còn thương lượng mạnh và hỗ trợ vay ngân hàng lên tới 60-80%. Một căn nhà quá đẹp như thế này trong một buổi chiều quá tuyệt vời. Quý vị cô chú đang cùng em Hùng tham quan trực tiếp một sản phẩm nhà phố có thang máy trên địa bàn quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị nào đang có nhu cầu tìm mua nhà thì có thể alo về cho bên Hùng theo số hotline đang hiển thị ở trên màn hình. Khu vực cầu thang bộ ở đây thì có đèn led và được ốp đá hoa cương màu trắng đen, kết hợp với tay vịn gỗ sồi, lan can, kính cường lực. Trên tầng lửng chúng ta sẽ đến với không gian của phòng tiếp khách. Tầng lửng này thì có luôn phòng vệ sinh quý vị ạ. Và chúng ta sẽ đến với không gian phòng tiếp khách của căn nhà nhé. Phòng tiếp khách trên đây thì có một cái sofa rộng này, kết hợp với màn hình TV 65 inch và có máy lạnh luôn. Những bức tường được ốp nhựa trang trí rất là tuyệt vời. Ngay không gian phòng khách thì chúng ta sẽ có ban công 2m. Ban công 2m ngoài không gian phòng khách này, quý vị có thể ngồi uống trà, hút thuốc ngoài khu vực này. Thì chúng nhà ốp gạch và ốp nhựa bên trên trần rất là tuyệt vời, có cây xanh nữa. Không gian phòng khách căn nhà chúng ta nằm ở trên tầng lửng này. Dưới khu vực lửng ngược là không gian bếp nhá. Đây là phòng khách của căn nhà với đầy đủ trang thiết bị nội thất xịn sò tặng kèm. Ngay không gian phòng khách thì chúng ta sẽ có luôn không gian cầu thang máy và vệ sinh. Và di chuyển lên trên thì chúng ta sẽ cùng em đến với không gian các phòng ngủ nhé. Căn nhà này có 5 phòng. Phòng ngủ thì sẽ đầy đủ trang thiết bị nội thất tặng kèm nha quý vị. Chúng ta sẽ tiến vào không gian phòng ngủ số 1 phía đằng sau này. Ngang 4m2, sâu 20m nha quý vị.
xây mới 100%, phòng ngủ rất là rộng. Chúng ta sẽ có giường ngủ 2m2, chăn ga gối nệm, bàn trang điểm, tủ áo. Hệ thống cửa sổ 4 cánh ra khu vực sân sau, có trồng cây xanh bên ngoài, có thêm bàn đọc sách, bàn làm việc, bàn trang điểm, máy lạnh và tủ áo rộng kết hợp với không gian phòng vệ sinh trong. Đây là không gian phòng ngủ số 1 của căn nhà. Sàn phòng ngủ thì được ốp gạch 80. Và phòng vệ sinh thì có bồn tắm đứng vách ngăn, bồn cầu lavabo rửa mặt nguyên khối kết hợp với vòi tắm hoa sen và đèn led. Di chuyển vào phía đây thì quý vị sẽ đến với không gian phòng số 2 này. Phòng số 2 phía trước cũng khá là rộng, lên tới tầm 30m2, có ban công bên ngoài thông thoáng với hệ thống cửa nhôm xin pha, giường ngủ 2m2, chăn ga gối đệm, máy lạnh và tủ áo cũng là tủ kệ tivi và bàn trang điểm. Phòng ngủ số 2 này, phòng vệ sinh sẽ có bồn tắm nằm nha quý vị và vòi tắm hoa sen. Đây, bồn tắm nằm này, bồn cầu. Giá bán là 11 tỷ 200 triệu đồng, tặng kèm full nội thất. Và đây là căn nhà có thang máy hướng chính nam. Quý vị có chú quan tâm căn nhà này, căn nhà một trệt một lửng và 4 tầng lầu, thiết kế theo mẫu lửng ngược mới nhất năm 2023. Hãy alo về cho em Hùng theo số hotline 0918178647 nha. Ở đây thì quý vị đang đến với không gian của phòng số 3, phòng master này. Phòng này thì chúng ta sẽ có ghế, bàn ghế bên trong, tủ áo rộng, hai tủ áo kết hợp với tủ kệ tivi, máy lạnh, bàn trang điểm. Bên ngoài đây thì quý vị cũng có ban công được trồng cây xanh và lan can cao. Đây là không gian phòng ngủ master của căn nhà, phòng rất là rộng với đầy đủ trang thiết bị nội thất tặng kèm, bao gồm cả máy lạnh và tủ kệ để đồ. Di chuyển về phía đây thì quý vị sẽ đến với không gian phòng vệ sinh của phòng ngủ số 3. Ở đây thì quý vị sẽ có bồn cầu, lavabo rửa mặt, bồn tắm đứng, vòi tắm hoa sen. Và qua bên đây thì quý vị sẽ đến với không gian phòng số 4 của căn nhà. Phòng số 4 thì chúng ta cũng có đầy đủ nội thất này. Tất cả các phòng hầu như đều thiết kế giống nhau quý vị, và trang bị trang trí khác một tí xíu thôi. Đầy đủ hết nội thất tặng kèm, hướng chính nam, đang tọa lạc trên trục đường Lê Đức Thọ, khu phân lô nhà lầu đồng bộ thuộc phường 14 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh, ngay sát chung cư Dream Home. Vị trí này thì quý vị di chuyển về các quận trung tâm khá là gần, đi khoảng tầm 20 phút thôi, qua sân bay thì khoảng tầm hơn 10 phút. Và giá bán thì tầm tài chính hơn 11 một tí. Quý vị đang có tiền tầm 10 tỷ đến trên 10 tỷ thì có thể đến tham quan căn nhà này. Giá cả thì chúng ta còn thương lượng thêm. Và lên đây thì quý vị sẽ đến với không gian, chúng ta sẽ tiến lên không gian phòng thờ nha quý vị. Ngoài đây thì chúng ta sẽ có không gian phòng thờ này, phòng sinh hoạt chung và không gian phòng karaoke. Ngoài đây thì quý vị sẽ có thể làm cái phòng karaoke này, cái khu vực lầu 4 này. Thì không gian này thì cũng được trồng rất là nhiều cây xanh, có thêm bộ sofa như đây. Và phía sau không gian phòng karaoke sẽ là phòng sinh hoạt chung và phòng thờ. Đây là không gian phòng số 5 nhé. Ngang 4m2, độ sâu 20m, sổ hồng riêng, hoàn công đầy đủ giấy tờ pháp lý rõ ràng. Quý anh chị cô chú mua bán công chứng nhanh gọn ngay trong ngày. Và giá bán chỉ 11T2 thôi. Quá rẻ cho căn nhà hướng nam, thiết kế đẹp, full nội thất, có thang máy, trên địa bàn quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Quý anh chị cô chú quan tâm thì alo về cho em Hùng theo số hotline 0918178647. Đây là không gian phòng giặt đồ, quý vị sẽ có khu vực để máy giặt này và dàn phơi thông minh. Cuối cùng đây là không gian phòng sông hơi, tắm nằm thư giãn, có bồn cầu trên khu vực sân thượng và bồn tắm nằm này, massage thủy lực và không gian phòng sông hơi khô, sông hơi ướt của căn nhà. Đây là không gian lầu 4 nha quý vị, sẽ có không gian phòng sinh hoạt chung, phòng karaoke, phòng sông hơi và bên trên thì có sân thượng. Và giá bán đang chào ra rất là mềm. Quý vị nào đang có nhu cầu tìm mua nhà rộng dài, có sân trước sân sau thì căn nhà này phải nói là một sự lựa chọn tuyệt vời cho đại gia đình cô chú chúng ta đến tham quan và chọn lựa. Quý vị cô chú quan tâm thì gọi về cho em Hùng để được tư vấn và đi xem nhà nhé. Và lên trên cùng lầu trên này thì quý vị sẽ đến với không gian sân thượng nha quý vị. Sân thượng trên đây thì quý vị có thể trồng rau, trồng cây xanh và có những bộ bàn ghế trên đây này, rất là rộng nha quý vị. Từ ốp gạch lên cao phun trần rồi. Và có bộ bàn ghế đá trên đây. Phía sau đây thì quý vị cũng có cả sân thượng sau nữa. Sân thượng rất là rộng rãi nha quý vị. Và quý vị có chú quan tâm thì gọi về cho em để được tư vấn và đi xem nhà. Huy Hùng xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.